Chào em. Đường bữa đi lượn Sài Gòn là mỏi hết cả chân. Em ơi, dạ. Cho anh xin cái chìa khóa của phòng 1021. Dạ. À, sếp có để em ạ. Ôi trời. Cái gì mà xin thế? Này, tay. Em thông cảm nhé. Cậu này cậu bị đau đấy. À, còn gì nữa? Nào, lên. À, chú ơi. Chú cảm phiền là khách sạn của tụi con hôm nay bị mất điện. Ừ. Ủa sao? Chứ bây giờ tôi lên bằng gì? Cầu thang bộ à? Dạ đúng rồi ạ. Ôi trời ơi. Chứ mình không có máy phát điện à? Dạ không. Ôi trời ơi. Chứ mà trèo gần 10 tầng lầu đấy. Thôi. Đành vậy chứ biết làm thế nào. Dũng cảm lên các anh chàng trai. Nào, tinh thần thể thao đâu? Tinh thần thể thao đâu? Này. Ôi trời ơi. Chào em nhé. Nghỉ giải lao. Nghỉ giải lao tí, giờ mỏi quá. Ôi giời. Mệt quá sếp ạ. Này, không ngờ này, cái khách sạn lớn thế này mà lại mất điện nhỉ. Đấy. Ôi giời, leo đến mười mấy tầng lầu này thì chết. Này, tôi bảo các cậu nhé. Dạ. Lần sau đi shopping thì chọn cửa hàng. Chọn cửa hàng nào mua cái gì ở nhà luôn. Đến đấy mua luôn, đi rồi về. Cứ đi khắp các cửa hàng như thế thì chết à. Ui giời, sếp đi Sài Gòn là mình phải vừa tham quan, vừa mua sắm. Mà không mua sắm ấy, về Hà Nội nó bảo mình bị dở hơi. Đúng rồi. Mà đi Sài Gòn ấy, mình phải ngắm đường, ngắm phố. Phải thuộc phố đi chứ. Chứ mình đã mất công mình đến đây rồi mà mình không đi đường phố, rồi không mua sắm, không ăn uống những món ở Sài Gòn ấy. Đúng. Thì chả phải là Sài Gòn. Nhưng mà các cậu phải nên nhớ ấy, là các cậu còn trẻ còn khỏe. Đúng. Lúc các cậu căng, tôi già rồi. Bây giờ cứ léo đéo thắt các cậu thế thì chết. Mà bảo kêu taxi đi, không đi, bảo đi lượn phố cho mà để ngắm đồ ngắm đạp. Ngắm cái gì? Úi giời ơi, mệt bở hai hơi tai, tất cả các lỗ trên người đều thở đấy. Tôi mệt phát này, mà tôi nói thật nhá. Đúng là cái tuổi tác này nó ảnh hưởng thật đấy. Ngày xưa nhá, đấy leo mười mấy tầng lầu này nhá, với tôi là mũi. Tôi đi hai bước một, hai bước một, hai bậc một. À, đấy. Em biết rồi. Giống như cái câu chuyện ngày xưa sếp kể leo đúng không? Hả? Ngày xưa sếp mình cao mét 8, bây giờ bớt rồi. Thật chứ chứ đùa đâu. Thôi mà em cũng chừa rồi. Lần sau em không đi bộ nữa đâu, lần sau cứ phải đi taxi đi. Mệt quá rồi. Đấy, sắm rồi, đã thế rồi. Sắm bao nhiêu đồ? Ai bảo sao sắm nhiều đồ bác mà chú to được tướng thì nó tưởng con buôn. Thì con vợ em nó dặn phải mua nhiều đồ và mua cả số riêng cho nó. Trời ơi, này, không được, muốn mua số riêng thôi. Đi rồi lên cái hãng máy bay mà sorry ai nó lại không cho lên đâu. Ý nó đừng có mở ra đấy. Trong cái phòng nó bí như thế, mở ra để nghe ra. Thế mình có đi tiếp không đây? Ừ, thôi thế nào. Dũng cảm lên trách các chàng trai. Lên. Nào. Thế mới biết đường ta đi lấy kinh khổ nào. Ê, đâu em? Đâu đây nhá? Úi trời ơi, cắm đầu cắm cổ vậy đi. Ê! Thế là đã đến trên đường. Bây giờ đi mãi rồi cũng tới Thanh Yên. Nào, các chàng trai mở cửa. Nhanh. Thì ông mở đi. Anh trai. Tôi cầm chìa khóa đâu? Đây mày vừa cầm cái gì? Ông cầm, tôi cầm đâu? À, vừa nãy có thằng tôi đưa cho mày rồi nhá. Này, tôi không đùa các cậu nhá. Cái vấn đề này đang rất là nhạy cảm nhá. Tôi đang rất là mệt đấy. Cho nên cậu nào cầm chìa khóa thì mở cửa ra lên.
hay. Phải công nhận đấy, sếp mà làm diễn viên hài là hơi bị giỏi đấy. Con điên, trông sếp là chỉ đóng phim ma thôi. Ừ đúng rồi. Nào nào, cô Hoa. Dạ. Tôi hỏi thay câu nhé. Vâng. Cô có cần chụp ảnh không? Mừng rồi. Em thề mượn đảm bảo em không cần. Không ạ. Em không cầm, sếp không nhớ à, vừa nãy Hoàng tán cái quả lễ tân như kìa. Xong rồi em không cầm nữa, em đứng ngoài mà. Ôi chết rồi, đúng rồi. Ôi trời ơi, nó đưa chìa khóa, không chịu cầm. Mà đi cầm tay nói gì. Chứ mà không cầm chìa khóa của mình. Tôi thấy lúc đấy có bồ tay chứ mà bồ chìa khóa đúng không? Ôi trời ơi. Xuống rồi. Tôi mà sếp ơi, đi xuống 10 tầng đi lên 10 tầng em toi đấy. Cậu không biết. Câu làm cậu biết. Tôi chết tôi rồi. Hey. Thằng ấy nói nha, đừng bỏ tối ra nữa. Sếp bây giờ cũng bảo pha một cái bắt đầu chú ngồi lại cho bạn. Tôi thôi lại đây một lần.